1 tháng 1 năm 2022, nhiều quy định mới chính thức có hiệu lực, trong đó Nghị định 123 năm 2021 của Chính phủ quy định tăng nặng mức phạt đối với một số lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ. Cụ thể là tăng mức phạt gấp đôi so với trước đối với các trường hợp người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc là đội mũ bảo hiểm nhưng mà không cài quai, hành vi đua xe, lái xe không nhường đường cho xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ, dừng xe không đúng quy định, quay đầu xe trên đường cao tốc, đặc biệt là lái xe ô tô cố tình làm sai lệch, che lấp biển kiểm soát để tránh phạt nguội. Mức phạt tăng lên 4 đến 6 triệu đồng. Cũng từ mùng 1 tháng 1 thì cơ quan chức năng sẽ kiểm tra xử phạt đối với xe kinh doanh vận tải không lắp biển số nền vàng chữ đen, kinh doanh vận tải chở khách bằng xe ô tô không có dây an toàn ở các vị trí chở khách, trừ xe buýt nội tỉnh, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có mức chứa từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo không lắp camera giám sát hành trình, ghi hình ảnh bên trong xe trong quá trình tham gia giao thông, người điều khiển xe ô tô không gắn thẻ thu phí tự động không dừng ETC hoặc là số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả mà đi vào làn đường dành riêng cho thu phí tự động thì sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng, tước quyền sử dụng bằng lái xe từ 1 cho đến 3 tháng.